Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Người Cuba muốn tự do, không muốn lưu vong. Ông Oscar Bixet là bác sĩ ở Cuba và là người ủng hộ nhân quyền. Bài viết của ông đăng trên tờ báo Wall Street Journal cho thấy thực trạng cuộc đấu tranh chống lại chế độ độc tài ở Cuba cũng rất giống với cuộc đấu tranh dành cho tự do và dân chủ nhân quyền ở Việt Nam những năm gần đây. Xin giới thiệu các bạn bài viết mang tựa đề Người Cuba muốn tự do, không muốn lưu vong của ông. Đó là vào năm 2010, chế độ Castro của Cuba bắt đầu phóng thích những nhà báo và các nhà hoạt động nhân quyền. Hầu hết họ đều đã bị giam cầm 7 năm trước trong cuộc đàn áp mùa xuân đen khốc liệt với phong trào bất đồng chính kiến. Đây là hình ảnh tác giả là bác sĩ Oscar Bixet. Vào năm 2002, ông bị chính quyền Cuba kết án 25 năm tù vì tội hoạt động phản cách mạng. Ông được phóng thích vào năm 2011. Sau khi phóng thích, hầu hết những người tù đều bị lưu đẩy sang Tây Ban Nha. Nhưng tôi đã từ chối chấp nhận lưu vong như là cái giá của sự tự do. Do sự khước từ này nên tôi ở tù thêm một năm nữa. Nhưng từ đó tôi có cơ hội chứng kiến sự can đảm và hy vọng bén rễ trong một đất nước vốn đã từ lâu đắm chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng. Ở Cuba không có tự do ngôn luận hay hội họp. Những ai dám lên tiếng phản kháng những vi phạm của chính quyền đều có nguy cơ bị bắt giữ và còn tệ hơn thế nữa. Cho nên ta phấn khởi vô cùng khi thấy những cuộc biểu tình chống chính quyền bùng nổ tự phát trên khắp Cuba vào mùa hè này. Hàng chục ngàn đồng bào của tôi ở hơn 60 thị trấn đã tham gia. Hầu hết những người xuống đường đều không phải là những người ủng hộ nhân quyền hay các hoạt động dân chủ. Họ là những người Cuba bình thường, nam và nữ, trắng và đen, trẻ và già, nông thôn và thành thị. Ai ai dường như cũng đều biết đến một người biểu tình nào đó, có thể là người trong gia đình hay hàng xóm, bạn bè hay người làm chung với mình. Điều này đã góp phần phơi bày lời nói láo lố bịch của chính quyền khi cho rằng những người biểu tình là những tên lính đánh thuê được Mỹ tài trợ. Và chính quyền Cuba đã phản ứng theo cách của các nhà nước bất ổn, độc tài, công an, và họ thường dùng đến bạo lực. Đây là hình ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã trao huân chương Hồ Chí Minh cho ông Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz-Canel để ghi nhận những đóng góp của ông đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Cuba là hai nhà nước cộng sản cuối cùng. Miguel Díaz-Canel là người đứng đầu chính phủ Cuba đã ra lệnh cho các công dân chiến đấu chống lại những người biểu tình và thúc giục những người trung thành cộng sản bảo vệ mãnh liệt cách mạng. Chúng tôi kêu gọi tất cả những nhà cách mạng trên khắp cả nước, tất cả những người cộng sản hãy xuống đường. Ông phát biểu trong bài diễn văn được truyền hình trên toàn quốc và mệnh lệnh chiến đấu đã được ban ra. Lực lượng an ninh Cuba và những người cộng sản dân sự đã đánh đập nhiều người biểu tình bằng rùi cui và gậy gộc. Theo một ước tính đã có hơn 700 người hiện nay vẫn đang bị chính quyền giam cầm và có lẽ hàng chục người đã bị bắt vẫn còn mất tích. Tôi đã hỏi bạn bè trên khắp Cuba trải nghiệm của họ về cuộc biểu tình. Vài người kể lại, họ thấy những toán quân phục mặc sắc phục đen, trang bị đầy đủ vũ khí của Bộ Nội vụ đột kích vào vùng họ ở như thể chiến đấu chống lại cuộc nổi dậy vũ trang. Một người bạn từ San Antonio, thành phố phía nam Havana, nơi xuất phát các cuộc biểu tình đã kể, anh đi xuống phố để biểu tình một mình thì gặp một người bạn và bạn cùng với anh đã hô vang tự do. Khi họ đến gần một công viên ở trung tâm thành phố, họ phấn khởi khi thấy một đám đông phản kháng hô to những khẩu hiệu chống chế độ. Một người bạn ở Bogota, một thị trấn nhỏ ở phía tây Havana đã nói, thoạt đầu ông ngại tham gia biểu tình vì một trong ba con của ông nhiễm COVID-19, cho nên ông không muốn lây bệnh cho người khác. Nhưng bao suy tư về tương lai con cái đã khiến ông phải suy nghĩ lại. Ông nói, tôi cảm thấy tự hào về việc tham gia biểu tình. Rồi buồn rầu nói tiếp, bây giờ tôi có thể chết được rồi. Đây là hình ảnh biểu tình ở trung tâm Havana, Cuba vào ngày 11 tháng 7 năm 2021. Thật vậy, người Cuba đã biểu tình chống điều gì? Nhiều tổ chức truyền thông đã nhấn mạnh đến cách đối phó yếu kém của chính quyền đối với đại dịch COVID-19, đến tình trạng kinh tế tồi tệ của Cuba, đến việc thiếu thuốc men và thực phẩm căn bản. Nhưng nói thế không đủ, không đúng.
Những cuộc biểu tình này về cơ bản là chống lại sự đàn áp. Những người biểu tình đòi hỏi chính quyền độc tài, bí mật, phải chịu trách nhiệm và phải minh bạch. Họ đòi tự do báo chí và tôn giáo từ một chính quyền được xây dựng trên nền tảng tuyên truyền và chủ nghĩa vô thần không bao dung. Nói một cách đơn giản, những cuộc biểu tình đó là sự biểu lộ quyết tâm để kết liễu chế độ độc tài cộng sản 62 tuổi của Cuba. Theo một cuộc nghiên cứu, 74% các cuộc biểu tình chủ yếu liên quan đến những quyền dân sự và chính trị, còn 26% còn lại liên quan đến kinh tế. Và chế độ Castro đã thiết lập chính quyền Cuba theo mô hình của Liên Xô cũ và được Liên Xô viện trợ cho đến lúc Liên Xô sụp đổ. Giống như Liên Xô, Havana ra sức kiểm soát mọi khía cạnh cuộc sống của người dân tại chế độ. Đây là một xã hội toàn trị đã khiến cho công dân không tin tưởng lẫn nhau, tuyệt vọng, liệm kín lòng người. Ngay cả một lời thì thầm chống chính quyền cũng gây ra bao sách nhiễu, hành hung, bắt bớ và mất việc làm. Như vậy đã từng xảy ra đối với tôi, một bác sĩ, và với vợ tôi, Eza, một y tá, sau khi chúng tôi lên tiếng cách đây hàng chục năm chống lại những vi phạm của chế độ. Đây là hình ảnh một người biểu tình bị bắt giữ ở Cuba. Trong một nước nơi tai vách mạch rừng này, người ta dễ dàng mất giọng, nhưng điều ấy đang thay đổi. Chế độ đang suy yếu và nhân dân nhận thức được điều ấy. Hai khẩu hiệu thường được nghe trong các cuộc biểu tình này là chúng tôi không sợ và chúng tôi không còn sợ nữa. Trong suốt bao thập niên qua, điều tốt đẹp nhất mà người dân Cuba có thể mơ tưởng đến là thoát ra khỏi đất nước này. Nhưng bây giờ, càng ngày càng có nhiều người trong chúng tôi đang nhận trách nhiệm tái tạo lại quê hương mình. Các cuộc biểu tình bây giờ lắng dịu nhưng quyết tâm tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn đã và đang nhen nhóm lên trong lòng dân Cuba. Và chúng tôi nhất định không lùi bước, ông nói. Chúng tôi đang đi đúng con đường thuận theo chiều gió. Cuộc biểu tình của hàng ngàn người dân Cuba vào chiều tối Chủ nhật 11 tháng 7 vẫn đang được nhiều người Việt Nam quan tâm. Qua báo chí quốc tế và trên mạng xã hội, họ biết những người biểu tình bức xúc vì thiếu thốn nhiều mặt. Không thức ăn, không có thuốc men, không có tự do, họ không cho chúng tôi sống. Đó là phát biểu của ông Andrew, những người biểu tình cũng hô khẩu hiệu rằng tự do và hạ bệ chế độ độc tài. Tin cũng cho hay đã có hàng trăm người tham gia biểu tình bị bắt hoặc mất tích. Một người đã chết. Đây là hình ảnh đại dịch COVID-19 chính là ngòi nổ cho các cuộc biểu tình chưa từng có ở thủ đô Havana của Cuba. Bộ Nội vụ Cuba không cho biết nguyên nhân cái chết là gì, nhưng cáo buộc anh ta là một phần của một nhóm tấn công một cơ sở của chính phủ. Tuy nhiên, các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh đã tấn công những người biểu tình. Mikey, một nhà báo độc lập đã bị giam giữ sau cuộc biểu tình ngày 11 tháng 7, hiếm khi ra khỏi nhà. Trong những ngày gần đây, vì sợ hãi trước sự giám sát và quấy rối mà những người biểu tình khác đang phải chịu đựng. Theo tờ báo New York Times vào ngày 28 tháng 7, ông Conzi, 37 tuổi, cho biết bất cứ lúc nào họ cũng có thể xuất hiện trước cửa nhà tôi. Hai tuần trước, nhiều người Cuba đã thể hiện lòng dũng cảm khi họ đổ ra đường và hô vang khẩu hiệu đào đảo chế độ độc tài và chúng tôi không sợ. Nhưng hàng trăm người đã bị bắt giữ, cảnh sát đã kiểm tra nhà của các nhà hoạt động. Các cơ quan truyền thông nhà nước tố cáo những người biểu tình là kẻ phá hoại và cướp bóc. Theo tờ báo New York Times, nó ước tính có khoảng 700 người đang bị chính phủ giam giữ. Alain Dis, người sáng lập của Radio, một trang tin độc lập, đã đăng các video với lời kể trực tiếp của những người biểu tình bị giam giữ cho các tờ báo Mỹ biết rằng chúng tôi đã đi từ trạng thái sợ hãi sang trạng thái kinh hoàng. Laya, giám đốc của Cubalex, một tổ chức nhân quyền, bắt đầu ở Cuba nhưng hiện tại ở Hoa Kỳ, nói với tờ báo The New York Times rằng phần còn lại của xã hội trở nên e ngại, không dám tham gia vào các cuộc biểu tình mới đây. Tuy nhiên, tinh thần của người dân Cuba còn đó, những cuộc biểu tình sẽ âm ỉ đến khi bùng phát và khi đó nhà cầm quyền Cuba khó mà có thể cưỡng lại được người dân cả nước. Và có thể tự do sẽ đến với người dân Cuba trong một thời gian gần đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 1 tháng 10 năm 2021 với bản tin Người Cuba muốn tự do, không muốn lưu vong. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.
Trung Khoa, Thời báo.de.